Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lập trình cùng Daryl. Và đây là loạt video hướng dẫn lập trình Scratch cơ bản. Bản giờ số 7, chức năng của các câu lệnh trong nhóm điều khiển. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh trong nhóm điều khiển là các lệnh có màu cam như thế này. Câu lệnh đầu tiên ta cần tìm hiểu trong nhóm lệnh này là câu lệnh đợi. Chức năng của nó thì bản thân tên của câu lệnh đã thể hiện rõ rồi, chờ đợi. Ví dụ, tôi có các lệnh như thế này cho nhân vật AB. Nhân vật sẽ chuyển trang phục lần lượt là ABCD khi bấm vào lá cờ màu xanh. Tuy nhiên, khi bấm vào lá cờ, ta lại không thấy gì cả. Nguyên nhân là chương trình thực thi bốn câu lệnh đổi trang phục nhanh quá, ta không kịp nhìn thấy quá trình đó. Do vậy, ở đây, tôi sẽ sử dụng câu lệnh đợi 1 giây ở giữa mỗi lần chuyển trang phục. Như vậy, ta phải gắn vào thêm 3 câu lệnh đợi 1 giây và chạy thử. Lúc này, ta thấy rất rõ hành động chuyển trang phục của nhân vật. Sau mỗi 1 giây, nhân vật chuyển sang trang phục khác, cứ thế đến khi xong hết 4 trang phục. Ta hoàn toàn có thể thay đổi số giây trong câu lệnh đợi. Ví dụ, cho nhân vật chuyển trang phục chậm hơn, sau 2 giây mới chuyển 1 lần. Hoặc là chuyển trang phục nhanh hơn, 0,5 giây. Có thể cho nhanh hơn nữa, 0,1 giây thôi. Mặc dù rất nhanh nhưng ta vẫn nhìn thấy quá trình chuyển trang phục của nhân vật. Câu lệnh tiếp theo ta tìm hiểu là câu lệnh lặp lại với một số lần nào đó. Chức năng của câu lệnh này là thực hiện lặp đi lặp lại một hành động nào đó của nhân vật với một số lần nhất định. Ví dụ ở đây, tôi có các lệnh cho nhân vật AB di chuyển về phía trước 10 bước khi bấm vào lá cờ màu xanh. Và khi bấm vào lá cờ, nhân vật di chuyển với khoảng cách rất ngắn. Bây giờ, tôi gắn vào thêm câu lệnh lặp 10 lần sao cho các câu lệnh chuyển động nằm bên trong câu lệnh lặp này. Khi bấm vào lá cờ, nhân vật đã thực hiện việc di chuyển 10 lần và ta thấy nhân vật đi được một đoạn dài hơn. Số lần lặp ta có thể thay đổi, chẳng hạn cho nhân vật lặp lại 15 lần. Lặp 20 lần. Lặp 100 lần. Câu lệnh tiếp theo ta tìm hiểu trong nhóm lệnh điều khiển là câu lệnh lặp liên tục. Chức năng của nó là thực hiện lặp đi lặp lại một hành động nào đó của nhân vật liên tục và không ngừng nghỉ. Ví dụ, ta vẫn có các câu lệnh cho nhân vật AB di chuyển về phía trước 10 bước mỗi khi bấm vào lá cờ. Bây giờ, tôi gắn vào thêm câu lệnh lặp liên tục cho các câu lệnh chuyển động nằm bên trong câu lệnh lặp liên tục này và bấm vào lá cờ. Ta thấy nhân vật thực hiện hành động di chuyển 10 bước liên tục và không ngừng nghỉ. Nó sẽ thực hiện hành động này mãi mãi. Vòng lặp này chỉ dừng lại khi ta bấm vào nút đỏ ở cái bên nút lá cờ. Câu lệnh tiếp theo là một câu lệnh rất nổi tiếng trong lập trình. Câu lệnh điều kiện nếu thì. Chức năng của nó là thực hiện một hành động nào đó của nhân vật khi có một điều kiện được thỏa mãn. Ví dụ ở đây, tôi có câu lệnh cho nhân vật AB lặp đi lặp lại mãi mãi hành động cười mỗi khi nhấn vào lá cờ màu xanh. Nhưng tôi sẽ dùng thêm câu lệnh điều kiện để khiến cho nhân vật chỉ cười ở một điều kiện nào đó thôi. Như ta đã biết, trên màn hình Scratch có một hệ trục tọa độ OXY. Tôi sẽ cho nhân vật AB cười khi nào tọa độ X của nhân vật nhỏ hơn 0. Phía bên trái góc tọa độ chính là khu vực X nhỏ hơn 0. Còn phía bên phải góc tọa độ là khu vực X lớn hơn 0. Lúc này, dù cho nhân vật ở vị trí nào đi chăng nữa, nhân vật vẫn cứ cười. Bây giờ, tôi sẽ xây dựng điều kiện cho nhân vật. Ta sẽ kéo ra câu lệnh phát âm thanh cười và gắn vào câu lệnh điều kiện. Để xây dựng điều kiện cho câu lệnh này, thì tôi mượn tạm một phép toán nhỏ hơn trong nhóm lệnh các phép toán. Nhóm lệnh này, ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các bài hướng dẫn sau. Quế trái của phép toán nhỏ hơn, tôi gắn vào câu lệnh chứa giá trị tọa độ x của nhân vật. Nó nằm ở trong nhóm lệnh chuyển động. Như vậy là, ta đã xây dựng được điều kiện tọa độ x nhỏ hơn 0 cho nhân vật AB. Và khi kích hoạt câu lệnh điều kiện, ta thấy nhân vật phát âm thanh cười. Nguyên nhân là do nhân vật hiện đang ở trong khu vực có tọa độ x nhỏ hơn 0, thỏa mãn điều kiện đã đặt ra. Nhưng khi tôi kéo nhân vật AB sang vị trí phía bên phải, nơi có tọa độ x lớn hơn 0, thì kích hoạt lệnh, nhân vật không phát ra âm thanh tiếng cười.
là bởi vì lúc này điều kiện ít nhỏ hơn không là không được thỏa mãn. Khi tôi kéo nhân vật lại khu vực phía bên trái thì nhân vật lại cười. Bây giờ tôi sẽ kéo câu lệnh điều kiện này vào trong vòng lọc mãi mãi để câu lệnh luôn luôn được thực thi khi nhấn vào lá cờ. Và ta thấy rất rõ ràng là khi điều kiện tọa độ ít nhỏ hơn không được thỏa mãn, nhân vật thực hiện hành động cười. Và khi điều kiện ít nhỏ hơn không không được thỏa mãn thì nhân vật không làm gì cả. Câu lệnh tiếp theo ta tìm hiểu cũng là một câu lệnh điều kiện, nhưng nó ở dạng đủ. Câu lệnh này có thêm phần trống ở phía dưới để ta viết các lệnh cho nhân vật thực hiện một hành động khác khi điều kiện không được thỏa mãn. Bây giờ tôi thay thế câu lệnh điều kiện ở phía trên bằng câu lệnh điều kiện mới. Lúc này nó hoạt động giống hệt nhau. Chẳng qua là câu lệnh này nó có thêm một phần trống ở phía dưới. Tôi sẽ bổ sung thêm vào phần trống này. Chẳng hạn là tôi gắn thêm lệnh cho nhân vật phát ra âm thanh hắt hơi. Ở đây ta sẽ hiểu như thế này: nếu điều kiện ít nhỏ hơn không được thỏa mãn, nhân vật phát âm thanh tiếng cười. Còn nếu điều kiện ít nhỏ hơn không không được thỏa mãn, nhân vật phát âm thanh hắt hơi. Và ta bấm lá cờ để chạy kiểm tra xem. Và ta thấy đúng là như vậy. Nếu điều kiện tọa độ ít nhỏ hơn không được thỏa mãn thì nhân vật phát âm thanh tiếng cười. Nếu không thì phát âm thanh hắt hơi. Câu lệnh tiếp theo ta tìm hiểu là câu lệnh đợi cho đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Đây cũng là một dạng câu lệnh đợi, nhưng không có thời gian đợi cụ thể, mà đợi phụ thuộc vào điều kiện. Ví dụ, ở đây tôi có câu lệnh cho nhân vật AB phát âm thanh cười mỗi khi bấm vào lá cờ. Bây giờ tôi sẽ bổ sung thêm câu lệnh đợi có điều kiện. Điều kiện tôi gắn vào vẫn là điều kiện khi nãy. Điều kiện tọa độ ít của nhân vật nhỏ hơn không. Tôi sẽ gắn lệnh đợi này ở phía trên câu lệnh phát âm thanh tiếng cười của nhân vật. Ở đây ta hiểu như thế này: nhân vật sẽ đợi đến khi nào tọa độ ít nhỏ hơn không được thỏa mãn thì mới thực hiện lệnh phát âm thanh tiếng cười. Bây giờ tôi sẽ kéo nhân vật sang khu vực phía bên phải nơi có tọa độ ít lớn hơn không và bấm vào lá cờ để chạy chương trình. Ta thấy nhân vật không phát ra tiếng cười do hiện nay câu lệnh đợi đang hoạt động. Điều kiện ít nhỏ hơn không vẫn chưa được thỏa mãn. Câu lệnh phát âm thanh tiếng cười vẫn chưa tới lượt. Tôi sẽ kéo nhân vật AB sang phía bên trái để điều kiện ít nhỏ hơn không được thỏa mãn. Thì ngay lập tức câu lệnh đợi kết thúc, nhân vật phát âm thanh tiếng cười ngay sau đó. Đó chính là ý nghĩa của câu lệnh đợi cho đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Câu lệnh tiếp theo ta tìm hiểu là câu lệnh lặp cho đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn. Đây cũng là một dạng câu lệnh lặp, và ta sẽ không biết được nó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Nó sẽ lặp đi lặp lại phụ thuộc vào một điều kiện nào đó. Ví dụ ở đây, tôi sẽ gắn vào phần điều kiện của câu lệnh này là điều kiện tọa độ ít của nhân vật nhỏ hơn không. Hoạt động lặp đi lặp lại, đó là hành động phát ra tiếng cười của nhân vật. Ở đây, ta có thể hiểu là nhân vật sẽ thực hiện lặp đi lặp lại hành động cười cho đến khi nào tọa độ ít của nhân vật có giá trị nhỏ hơn không. Bây giờ, ta sẽ bấm vào lá cờ để chạy thử chương trình. Và ta thấy nhân vật đang lặp đi lặp lại hành động cười. Tôi sẽ kéo nhân vật sang khu vực phía bên trái để tọa độ ít của nhân vật có giá trị nhỏ hơn không. Và ngay lập tức vòng lặp dừng lại, do lúc này điều kiện tọa độ ít nhỏ hơn không đã được thỏa mãn. Ta hãy chạy lại một lần nữa nhé. Câu lệnh cuối cùng ta tìm hiểu trong nhóm lệnh điều khiển là câu lệnh dừng lại. Chức năng của nó là bắt buộc các kịch bản của chương trình phải dừng lại. Mặc định câu lệnh có tự chọn dừng tất cả, nghĩa là khi nó được kích hoạt, toàn bộ các kịch bản của chương trình sẽ bị dừng lại. Ví dụ ở đây, tôi có hai vòng lặp liên tục, một vòng lặp phát âm thanh cười, một vòng lặp phát âm thanh hắt hơi, và nó sẽ lặp đi lặp lại mãi như vậy khi tôi bấm vào lá cờ. Nhưng khi tôi kích hoạt lệnh dừng lại tất cả, thì các vòng lặp liên tục trên cũng sẽ bị dừng lại. Đối với câu lệnh dừng này thì nó còn có thêm các tùy chọn khác như dừng kịch bản này hoặc là dừng các kịch bản khác cho nhân vật. Tôi sẽ chọn vào dừng kịch bản này và làm một ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về nó. Đối với vòng lặp phát âm thanh cười, tôi sẽ gắn vào trong đó một câu lệnh điều kiện. Điều kiện ở đây vẫn là điều kiện tọa độ ít của nhân vật nhỏ hơn không.
tôi sẽ gắn câu lệnh dừng lại kịch bản này vào trong câu lệnh điều kiện. Như vậy là khi tôi đồng ý cho nhân vật có giá trị nhỏ hơn 0 thì khối kịch bản này dừng lại, vòng lặp tiếng cười cũng kết thúc. Nhưng các khối kịch bản khác vẫn hoạt động bình thường nhé. Tức là vòng lặp phát âm thanh hát hơi vẫn hoạt động bình thường, không bị dừng lại. Ta sẽ chạy thử chương trình để kiểm tra. Ta thấy khi kéo nhân vật sang phía bên trái để tỏ đồng ý cho nhân vật nhỏ hơn 0 thì lệnh dừng kịch bản cười đã hoạt động và nó không ảnh hưởng đến vòng lặp phát âm thanh hát hơi. Bây giờ ta sẽ lựa chọn dừng các kịch bản khác cho nhân vật và chạy thử xem như thế nào. Ta thấy khi điều kiện tọa độ ít của nhân vật nhỏ hơn 0 thì các kịch bản khác, cụ thể là kịch bản phát âm thanh hát hơi đã bị dừng lại. Nhưng mà kịch bản phát âm thanh tiếng cười vẫn hoạt động, không bị ảnh hưởng. Và đó là các chức năng chính của câu lệnh dừng lại. Như vậy là trong bài hướng dẫn này chúng ta đã biết được chức năng của các câu lệnh trong nhóm điều khiển, bao gồm các câu lệnh đợi, các câu lệnh lập, các câu lệnh điều kiện và câu lệnh dừng lại. Và bài hướng dẫn đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay và hữu ích, các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.